Tối qua tại Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh Bình Dương đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ đoàn viên công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự chương trình, đông đảo đoàn viên người lao động được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc đầy ý nghĩa do đoàn ca múa dân tộc tỉnh, các nghệ sĩ khách mời và đội văn nghệ công đoàn cơ sở các công ty biểu diễn. Lồng ghép vào đó là các tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức của người lao động trong việc chấp hành các quy định. Đồng hành cùng đoàn viên người lao động tại chương trình, Trung tâm Văn hóa Lao động tỉnh và Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Yayaki EDS Việt Nam đã trao tặng 20 suất quà, hỗ trợ các trường hợp công nhân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, động viên khích lệ mọi người vượt khó vươn lên, tiếp tục gắn bó nỗ lực làm việc. Thời gian qua thì công đoàn của công ty rồi công đoàn của liên đoàn tỉnh cũng đã hỗ trợ những phần quà khó khăn cho tụi em rất là nhiều. Với cái nguồn động viên nhiều như vậy thì em có nhiều cái tinh thần để mà em làm việc để có hiệu quả hơn. Hoàn cảnh mà đặc biệt khó khăn thì theo quy định thì cũng có một cái khoản hỗ trợ đặc biệt hơn những công đoàn viên khác. Và những cái trường hợp mà đặc biệt khó khăn hơn nữa thì công đoàn sẽ vận động quyên góp toàn công ty. Mặc dù là không có đủ để trang trải hết những cái hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên thì nó cũng là một cái nguồn động viên đối với người lao động. Những hoạt động đồng hành thiết thực của các cấp công đoàn Bình Dương đã góp phần chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần của công nhân, người lao động ngày càng tin tưởng gắn bó với tổ chức công đoàn. Từ đó cổ vũ phong trào thi đua lao động sản xuất và thúc đẩy hoạt động công đoàn phát triển.